Qua khảo nghiệm giống lúa thuần AD30 vụ hè thu 2014 trên diện tích 1 hecta tại xóm 1 xã Xuân Sơn, huyện Đơn Dương cho thấy, với phương pháp gieo thẳng, lượng giống là 60 kg trên 1 hecta, quá trình chăm sóc đầu tư, lúa AD30 sinh trưởng phát triển tốt. Thời gian từ khi gieo đến thu hoạch là 94 ngày. Đặc biệt, trong thời gian sinh trưởng, mặc dù bị mưa gây ngập úng nhưng lúa vẫn phát triển bình thường. Cây lúa thân lá đứng gọn, cây cứng nên khả năng chống đổ ngã tốt, nhất là có khả năng chống chịu sâu bệnh. Dự kiến năng suất đạt 54 tạ trên 1 hecta. Về hiệu quả kinh tế thì sản xuất giống lúa AD30 chi phí khoảng 24.180.000 đồng trên 1 hecta thì có thu nhập khoảng 40.500.000 đồng trên 1 hecta và người dân có lãi khoảng 16.320.000 đồng. Còn nếu trồng lúa khang dân đầu tư 23.280.000 đồng một hecta, sau khi thu hoạch thu nhập khoảng 30.240.000 đồng và chỉ lãi khoảng 6.960.000 đồng trên 1 hecta. Thực tế, mô hình trình diễn giống lúa thuần AD30 vụ hè thu 2014 ở xã Xuân Sơn, huyện Đơn Dương cho thấy những nổi trội của giống lúa này. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI tiếp tục xây dựng các mô hình trình diễn tại các địa phương khác trong tỉnh để tiếp tục đánh giá và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống lúa chính thức đưa vào bộ cơ cấu giống của Việt Nam.